Vẽ tranh đơn giản bằng những chất liệu khác nhau. Xin chào các bạn, mình là Quang Vinh và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sử dụng chất liệu sơn dầu. Và chất liệu sơn dầu này thì là một cái chất liệu cơ bản và các bạn có thể tiếp cận được, cũng như một số các bạn mới chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chúng để chúng ta vẽ những cái bức tranh nhỏ, hoặc chúng ta vẽ những cái bức tranh lớn hơn, hoặc những cái bức tranh đơn giản đến những bức tranh phức tạp. Và đây là cái phần toan mà mình đã sử dụng. Mình sẽ sử dụng một cái bức toan nhỏ thôi để mình có thể vẽ một cái bức tranh đề bàn. Và đây là cái phần tranh mà mình đã hoàn thiện và các bạn có thể thấy rằng là nó có thể đề bàn và cũng như có thể đem tặng cho người thân. Nhưng mà mình chọn một cái mẫu nó hơi đặc biệt một chút. Thì chúng ta sẽ cùng đến với cái quá trình mà mình đã vẽ một cái bức tranh đơn giản như thế này để các bạn có thể tham khảo cũng như là chúng ta có thể học thêm cái cách để sử dụng cái chất liệu sơn dầu.
như vậy là bức tranh cũng gần hoàn thành. Mình sẽ tỉa thêm một số những cái vị trí cần sáng cũng như một số những cái vị trí cần tối vào bức tranh để đảm bảo được cái việc nó có tính bền. Thì các bạn nhớ rằng là chờ chúng ta cái bức tranh của các bạn nó sẽ khô đi, sau đó chúng ta có thể cho một cái lớp dầu để chúng ta phủ phần bên trên để bảo vệ cái bề mặt của nó. Ở đây mình vẫn tiếp tục nhấn các cái phần điểm đậm để tạo cái cảm giác chiều sâu của bài, và cũng gần sắp xong rồi. Đối với sơn dầu thì các bạn sẽ phải chờ một vài ngày để cho nó khô, sau đó thì các bạn mới phủ bóng lên. Thì mình phủ một lớp phủ bóng lên trên để đảm bảo cái bề mặt của nó có độ bền cũng như tạo cái hướng tốt hơn. Và các bạn nhớ rằng là có comment gì hay có ý kiến gì về các cái phương thức vẽ tranh, thể loại vẽ tranh mà các bạn đang muốn tìm hiểu, thì các bạn có thể comment cho mình phần bên dưới video này. Và hãy nhớ rằng đừng tiếc một subscribe hay một like, một share cho video này để mình có động lực làm những cái video tiếp theo hướng dẫn cho các bạn các cái chất liệu mới dành cho các bạn mới bắt đầu học vẽ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.